Thông tin dự án khu đô thị Sycamore Capitaland Bình Dương. Dự án khu đô thị Sycamore với các sản phẩm nhà phố, căn hộ, sofa cùng hệ thống tiện ích do Capitaland Development phát triển có tổng diện tích 18,9 ha trên đại lộ Hùng Vương tại thành phố mới Bình Dương. Từ dự án Sycamore Capitaland thuận tiện kết nối giao thông khi chỉ mất 40 phút lái xe đến thành phố Thủ Đức thông qua quốc lộ 13. Bên cạnh đó, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn vừa khánh thành sẽ giúp giảm bớt lưu lượng giao thông trên quốc lộ 13, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến khu trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 1 giờ. Các tiện ích được tích hợp trong mỗi cộng đồng dân cư tại dự án Sycamore Capitaland như các điểm sạc xe điện ngoài trời, làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè thân thiện với người đi bộ. Có hệ thống xe điện tại hai tòa nhà ở thấp tầng. Đặc biệt công viên trung tâm tại khu đô thị Sycamore rộng 10.000 m2 sẽ mang đến một không gian xanh để cư dân thư giãn cùng cộng đồng. Sycamore sở hữu thiết kế mang tính ứng dụng cao và tính năng thân thiện với môi trường nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của cộng đồng, góp phần nâng tầm sống chuẩn tại thành phố mới Bình Dương. Sycamore sẽ chú trọng yếu tố bền vững thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên như năng lượng và nước. Dự án được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn xanh và kỳ vọng đạt chứng nhận EDGE từ IFC, thành viên của nhóm ngân hàng thế giới. Về pháp lý Sycamore, dự án được Capitaland phát triển trên khu đất nhận chuyển nhượng từ BKMEC IDC với diện tích 18,9 ha tại trung tâm khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, gồm các lô B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 với giá trị khoảng 18.330 tỷ đồng, 1,12 tỷ đô la Singapore. Dự án khu đô thị Sycamore được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Property Guru Việt Nam 2022 với 3 giải là Dự án nhà ở xuất sắc, Thiết kế quy hoạch tổng thể dự án khu dân cư xuất sắc và Dự án nhà ở thân thiện với môi trường xuất sắc. Sycamore là dự án nhà ở cao cấp mang phong cách nghỉ dưỡng, hướng đến những cư dân đang tìm kiếm chốn an cư an ninh với thiết kế tinh tế tại thành phố mới Bình Dương. Dự kiến chủ đầu tư sẽ ra mắt vào quý 2/2023. Giai đoạn đầu tiên của dự án Sycamore dự kiến hoàn thành vào năm 2024 và toàn dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.